Quý em chưa thấy báo này, bây giờ để xem báo này. Ừ. Em có ăn tải chưa? Chưa, chưa làm gì. Mới mong mong mồi. Không để anh khóc nhé. Anh là lấy cái mồi của em. Nè, anh có cái tính tải vào tải. Giải lại em cứ giấy. Biết gì. Đấy, gì kìa. À đây, đây. Đây giấy bút đi. Khai báo lại. Khai báo lại. Ừ, mất đi cái này. Phải đặt một tay. Tất cả tham gia vào một tin đã chọn những cùng năm mặt. Chưa động mà ở mắt một cái này tay một người còn khai báo cả động đất này đang tính động đất thế đâu rồi động đất. À cái này thì tao đi ăn ra chưa anh chưa dậy cái dáng anh được trước mới dậy tới tính đấy kia ra mày là mới mà nó tự nó gắn được không được chưa bởi vì cô ấy có soạn không không mình gần đây đỡ đúng không. Chia mô hình này ra thành chảo ai biết là người chảo đúng không đấy, cô nói ra đúng không chúng ta qua này cô sai này cô tên ai này chia cái này ra tân tới dưới lại từ vòng thứ hai từ dưới lên có lẫn vòng ra thì dưới phải là tấm thế tham gia là ô sai này quả xưa cái vòng thứ hai từ dưới lên. Cái này là chia điện, chia cho sàn. Nó chia ảo sàn. Có nghĩa là cái sàn đấy chia ra là những cái sàn đó, sàn đó. Gối của cái này chính là điểm đầu. Cái cuối tức của này chính là điểm đầu kia. Nó là cái gối của nó. Chia qua dầm hoặc là chia qua đường mai này. Cái lưới này, chia qua lưới này. Cái này chia làm sao mà cho nó giỏ đất nào nó chưa. Giỏ đất thì ví dụ như đây là 2 mét thì nó chạy bao nhanh. Bình thường phải 1 mét thôi, mình bị tấn mét. Đấy. Còn đây là chia vách thì khi ở đây thứ nhất là chia không phải theo cái đường đại nào cái này là chia theo kiểu như là cái vách này nó bổ ra là 22 đúng không được 22 và cái này là chia nhỏ nhất là 1 mét thì lên để 2 mét chưa vâng ok em thứ nhất là đưa mọi người xem nó chia hay không. Đâu, chỉ là bay đi chỉ nữa. Đâu,
Mấy anh chưa được. Mấy anh vào hơi sai nhá. Thế nhá. Mình xin nét được rồi. Đây. Có tên nhắc đây. Không. Đây. Nó kia chưa rửa tắm nữa này. Khi mình chạy ra rồi nhá, vâng, thì tụi em bật mềm bật đất lên, đứng lên đất luôn, là gì ạ? Quét, đưa kéo lên rồi, em, à, em quên rồi, đưa vào chỗ nào? Cái này nó có thể chạy cho em như dùng này hoặc là môi mà. Nhưng đa phần ví dụ như mình chạy mà mình không phân ra bước đi thì mình sẽ chạy được thể. Đấy là như thế này là chạy được thể. Tí lên chân dậy lại chạy bước đi nhá. Đấy kích vào đây này. Thì đối với cái tác này mình sẽ xuất ra những cái này và cái con này vào xe vào cái input này, output này và mình chọn những cái gì ạ, chọn những cái thực ra bây giờ anh không nhớ này, bây giờ thực ra anh không nhớ này thì bây giờ có một cách rất là hay nó ở đây nó dạy này, vâng giả sử như mình không nhớ là đây có mạng nhá, có mạng này. Có mạng thì sẽ tích vào đây sử dụng hướng dẫn rất sử dụng có ý nghĩa gì phần này sẽ dẫn cho các em đến đấy. Đây là họ phân tích là mô hình phản ý anh sẽ dẫn và đây là những cái mà cần để lấy ra từ cái số này đó. Và mốt này quy này đấy. Thế nhưng ở đây anh đã chọn đây rồi mốt quy này đấy. Ok nhá, anh chọn người ta mô hình phản này. Và anh được chưa, mọi người lấy chưa, không cần làm lại không, file này import này được chưa, và server out input output
Access này, database file. Được rồi. Của trang. Đây. Còn mình chưa chạy nữa không ạ? Được rồi. Đây là... Anh chưa chạy. Chạy. Còn cái kia thì nhận một em bỏ qua. Em báo thì xong có rồi. Em chạy. Bảo anh vừa có. Cái của em là 2015 đúng không? 2015 gì đây? Mặt sâu. Có nghĩa là trước cái đấy phải vào mắt sâu thì không anh? Hả? Trước cái... Lúc trước đâu chạy thì phải mắt sâu rồi. Không phải mắt sâu. Mắt sâu đâu. Cho nên anh vào cái DeFi xong rồi vào cái mắt sâu ở cuối cùng ấy. Vào cái cuối cùng. Vào mắt sâu có đấy chứ. Có. Có cái đấy chứ. 0.15 thì khai báo gì? Xong add vào. Xong add vào. Ừ. Đây là chết, em chưa khai báo. 15 chạy lại. Chưa chưa làm đấy phải chết. Ừ. Còn quá là 1. Ờ. Không có cái gì. Ăn được một lát rồi. Còn to cho được gì không? Đúng không? Đây. Còn lát. Thì còn lát. Không còn lát. Vâng. Ok. Đơn vị mà phải là gì? Tấn không? Còn mét này. Tấn này. Nếu như một loại thì nó sẽ là khó. Tính tải bao nhiêu anh nhỉ? Hả? Tính tải trong tải là 1. Kìa đi. Kìa. Tính tải là 1. Còn lại là 0.5. Chưa? Mỗi hai ngày 15 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Không bây giờ là khai báo là tải trọng tham gia lao động, em hiểu không? Vâng. Đây em nhìn nhá, vòng etap 15 này, nhìn. Em chưa chạy. Ờ, chạy đi rồi, ấn etap 15. Ờ, ấy được chưa? Chán chưa? Được. Cái việc như này là mình chắc là mình hiểu vào các em cũng hiểu cái bản này nhá, họ phải ra là nó sẽ hiện ra nếu mình được em vào display sociable đúng không? Xong nó có hiện ra một bản này đúng không? Các thầy có dạy này không? Và bắt đầu lấy các thông số ở đây, thông số ở đây để đưa vào khai tính đúng không? Ví dụ như mình Tráng biết nhá, Tráng chưa chắc là chưa biết cái này đúng không? Tắt lên em ha. Này cái mục đích tại sao anh lại lấy hết là bởi vì thế này này đấy nhá, cái công trình này chạy rồi thì biết đây nhá là cái thông số này so với bồ này nó cũng hiện ra cái bảng này đúng không, nếu cái building data này tức là nó lấy tất cả các dữ liệu trong này đấy mà building này có như này thì ok nhá thì nó sẽ hiện ra những bảng này đấy và em copy vào Excel đúng không, copy vào Excel để em chạy đúng không. Nhưng thay vì đấy nhá, thay vì đấy là sử dụng phần mềm. Sử dụng phần mềm thì nó sẽ là không đọc cái file Excel của em. Quốc thủ đơn các em bắt đầu edit này vào quốc này xong rồi em vào Excel xong rồi paste vào đấy đúng không? Paste cái em lọc ra đúng không? Các máy tính em lọc ra đúng không? Thì cái đấy không làm như thế. Thì đây mình xuất ra một cái file Excel như này. Các em nó xuất được ra file như này chưa? Được rồi. Chưa? Được rồi. Bây giờ em click này. Mô hình này. Mô hình tổng thể nhá. Vào đâu để hiện lên cái kiểu. Đây, đúng không? Một em vào file này và import data, đúng không? Hai đó nó cũng biểu tượng ngoài đấy được. Đấy, mô hình tổng thể này. Và click vào màn hình. Đây. Cùng đi chưa? Đi rồi. Đó. Đi rồi. Đi rồi. Để xem lại, nó sẽ thiếu được đó nào. Có em vào không được không? Được rồi. Được đúng không? Vâng. Của anh thì không được đúng không? Sao lại không có mô đầu? Mô đầu công trình của em thì sao lại rồi? À
Nhưng bó dài dài ra ít xèo ấy. Ừ, đúng rồi. Cô chị em nhìn phá hoại hả? Đúng rồi. Ba gì? Em sẽ phá hoại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có tù tù ít xèo. Đúng rồi. Anh xuất ra bảng cái bộ đấy. Thế đúng rồi. Đấy, anh bấm rồi. Có ngày nó có ra đi không? Để không chọn lần đâu. Anh ta hỏi anh Tùng. Là 13 nhé. 13 nó có giống chỉ là 1 không? Y hệt 5 xong, 3 này import này, import này. Đây, của em đâu, thằng anh chứ. Đấy, ra được luôn. Vâng. Được, được. Ok luôn. Đây nó tính cái gì đấy? Tính khẩu sinh kế. Nên phải quái. Đấy, xem phải ra luôn thì nó bị gì là nó gì. Không chân không? Vẫn chưa đang chạy à? Đây nhá, một số buồng mình với năm chắc là nó chưa bị tụt ra. Nó không có, em có cái cắt thành mà. Ờ, đấy là đâu rồi nhỉ? Có cái gì bảo đây đây là với một kích nhỏ thì nhìn nhá, tổng thể này nó sẽ phân tích ra cho ta 12 mốt lao động này, 12 mốt lao động đúng không, và cái khối lượng mà hữu dụng mà tham gia lao động là trong mỗi phần trăm này, khối lượng hữu dụng tham gia trong mỗi đấy. Thì cái dạng nguồn này nó sẽ phân tích ra dạng nguồn này đó là không biết, bởi vì các em nhìn được cái ngay khối lượng trong mỗi nhà nó 45.9% đúng không, cái này là 1% đúng không, được. Cái này nó phân tích ra là 73.2% cái này là khối lượng trong mỗi khối lượng ví dụ mà nhá, nhìn ở đây thì chưa biết gì đâu, nhưng bao giờ để xuất ra kết quả là bỏ ra đầu khối lượng này là 5% này đúng không, ví dụ nó nhỏ hơn 5% các giao động ở dưới khối lượng ở dưới 5% thì coi như bỏ qua. Các em học cái này rồi đúng không? Thứ ba này tại sao nó lại không tính nữa? Là bởi vì là nó tổng cái mà để nó ấy, nó sẽ là cộng cái giao động của nó vào tổng của nó khối lượng nó lớn 90%. Tôi nhớ cái đấy á. Em chưa học cái đấy á. Cái đấy là nhà có tổng. Thế từ từ khi nào để xuất ra cái nguyên này bắt được phần gì đây có rồi đây mình kích vào đây chạy thì đây nhé, đây là chu kỳ của nó này, đây là phổ biến và phổ kinh tế của nó này. Nó có hai phương pháp tính này, tính theo phổ tính lực tương đương và phổ qua nào là nhớ này không, t bằng gì c lên h mũ 3/4 đấy. Thì con em vô đây kiểu mang vào kiểu thì chép thôi. Ví dụ công trình của mình ở Hà Nội nhá, Ba Đình nhá, và đất C nhá. Đấy. Và cái tài số tầm quan trọng này, ví dụ nó công trình này là khoảng 50 năm thì mình tra ở trong 9386 ấy, 9386 ấy,
là nó sẽ phân cấp ra là công trình cấp mấy cấp mấy thì nó sẽ ra được cái số tổng quan trọng đấy, được chưa? Và bây giờ anh xuất ra cái Excel nha, anh xem nhé. Quan tính là có đấy, cái này thì ra là hướng dẫn các em ra thôi, cái này mình để xuống hiểu. Người biết cái nhà này cũng hiểu tại sao xây được như thế. Còn đất này đây này, đây là tiền thái rồi, giá sổ luôn. Đây nó xuất ra thông minh nha, được chưa? Bây giờ nó sử dụng 9386 này, 2022 này, tiêu chuẩn mới nhất này. Ngày xưa nó là 375 nhé, tự âm lên. Ờ, nó phải tự âm lên, đúng không? Ngày xuống tầm quan trọng này. Thì nhá, ra tốc lề ở cái khu vực Hà Nội này, mình sẽ tra ở trên trong cái tiêu chuẩn này này. Để nó chạy rất lùng môn này, được chưa? Là sẽ ra được cái ra tốc là ở cái quận Hà Đình này, ra tốc ở mặt này. Đấy, gia tốc này thay đổi và gia tốc này này nó sẽ nhân với điện nhân với giờ, nhân với giờ là 981, được chưa? Và tiếp theo là gia tốc thiết kế này. Đấy, thì nó nhân với hệ số tầm quan trọng, tức là nói là hệ số tầm quan trọng tức là nó là một cái dạng hệ số vận tải luôn, nó theo các công trình này. Còn đây là phổ thiết kế, phổ thiết kế và cái này chúng ta sẽ tra được tra trong một cái bảng này. Cái loại nó phụ thuộc vào loại đất hay loại ấy, tài số ứng xử này thì nó là công trình bê tông cốt thép, nó 3.9, cái beta này nó 0.2 này. Thì nhá, thầy cũng chạy được nó thế nào hả? À, em cũng chạy được, chạy được không? Chạy được. Từ từ anh nói những cái kích thước này thôi. Nó qua giống mà giống. À, có em chạy được à? Anh 15 à? Vâng. Trang chạy được là Trang đi xeo gì? Không phải. Quay ở dùng giống người mời. Thế đâu? Thế quả giống Trang mình. Trang xuất thiếu. Thế quả mình. Đơn vị là tấn mét đúng không? Vâng. Ừ. Cái bài của Trang sai, bài của Trang gì ta? Chưa đăng tải. Hoặc là chưa. Mày có cái bản. Chưa gắn ra cả. Tôi bắt bản của mình mình thôi rồi rồi, cái đấy là chỉ là cách làm thôi này, rồi nhỏ đã này. Các này nhá là thông số rồi, cái thông số của cái phổ, các em đã nhìn thấy cái phổ phản ứng của ai chưa, bao giờ chưa? Chưa, không nhìn rồi xuất ra, nhưng mà cái phổ phản ứng của này đây là phổ tính, phổ tính giá trị phổ tính này. Đây là thông số này, thông số của nó. Đây là theo phương pháp tính thứ hai. Đây là cái bảng công thức của nó ở trong nhìn rất quen đúng không? Nhìn quen, cái này gọi là rất là quen. Khi nhá, khi mà cái này này nó tra nhá, cái T này này, cái T này nhá, đây này các bạn này, thì cái dạng dao động của X như nhá, có 5 bước này, có 5 dạng dao động đúng không? Cái Y này là có 3 dạng dao động như này. Nhưng nhá, nó nhìn nhá, phần trăm khối lượng như thế này, này. Đây chu kỳ của nó đây đúng không? Chu kỳ của nó như 1.7 2 thì tần số của nó bằng 0.9 mấy đúng không? Cái này bằng 1 mấy đúng không? Bằng cái 1 chia cho chu kỳ đúng không? Và khi đó thì nhá, cái T này nó sẽ tra này. Mới đầu nếu cái T này bằng cái TB này, TB chính là bằng cái này 0.2 đúng không? Thì cái TB này hiện tại là không có nào bé là 0.2 đúng không? Có cái này đúng không?
cái này thì tại sao Cường nó không tính thì anh nói cho, nhưng mà cái này nó bé hơn, và tại sao nhân phú ích này nó chỉ có hai đoạn thôi. Phương y thì nó tổng 3 lao động này. Bởi vì nhá, phương này cộng với phương này nó trên 90%. Đúng không? Nhưng mà cái phương này cộng với phương này nó mới là 8 mấy nhỉ? 86 cộng với 50 ấy thì nó mới được hơn 90%, đúng không? Thì là sẽ ra 3 lao động. Cái này cộng này nó đã hơn 90% rồi. Được chưa? Cái này cộng với cái này nó chưa đến 90% mà. Đúng không? Thì nó phải tính từng cái dạng nữa. Thì nó có 3 lao động. Phần trăm nguyên liệu này thì nó bằng gì? Biết không? Bọn em không nhớ đâu, đang học rồi, cái này học rồi, không nhớ. Cái này khó mà, đúng không? Cô Bình dạy nữa thì chú Bình Bình thì cô Bình dạy bằng nhanh mà cô cứ dạy cho dạy tiếng Anh nữa hả? Dạy tiếng Anh nữa, dạy slide tiếng Anh chứ chinh chỉnh, không biết gì luôn. Không, Bình chủ tiêu đấy, bộ môn tàu, Bình là Bình Tĩnh. Anh cũng chẳng biết là bộ môn tàu. Bộ môn tàu. Bộ môn tàu. Bộ môn tàu. Mà nói là rất tấm kỳ nghệ A mất ngồi. Ý là vừa quá như nào. Đấy. Cái này thì chắc là anh cho tài liệu với em đọc thôi. Nó tự nhiên nghe luôn. Nhưng mà để có giá này chắc là... Cái phải chuyên đề đầu luôn. Nó hẳn là ngôn ấy. Nó hẳn mua mất khoảng 5 tuổi. Với lại có giảm cũng phù hiểm của bọn em bàn vào tâm lý thi là cứ lôi cái bạch của mẫu ra ốc số vào tính thôi. Mà tính có sai thì cuối cùng cô chạy lên tầm. Nhưng mà nhá, anh phù biết là nhưng mà dạng lao động này, em nhìn nhá. Cái dạng lao động thứ nhất này, lực của nó không đủ yếu. Các em phải hiểu cho anh nhầm, mốt lao động thứ nhất là không đủ yếu. Bao giờ nó cũng là ví dụ một công trình như này nhá, chân ngang đúng không? Công trình này bao giờ nó cũng là công trình này không nghĩa là nó sẽ được nó thế này. Đúng không? Mốt lao động của nó bao giờ nó nghiêng về một phía, đúng không? Đây là lao động thứ nhất, đúng chưa? Lao động thứ hai này. Đó, đổi dấu một vế, đổi dấu một lần này, có nhớ cái này không? Đúng không? Nhớ cái này, đổi dấu một lần thì nhìn này, đang là thứ nhất đúng không? Và giai đoạn thứ hai không có nghĩa là cái giai đoạn thứ ba đúng giai đoạn thứ hai của y đổi dấu này, đây là dạng giai đoạn thứ một của y đúng không? Đây dạng đây nhá, dạng giai đoạn thứ nhất của y x này đúng không? Dạng giai đoạn thứ hai của thích nó là thủ đô dạng giai đoạn thứ nhất của y này, dạng giai đoạn thứ hai nó sẽ thủ đô ạ, dạng giai đoạn thứ ba này từ đây này, từ đây nó thủ đô ạ, nó lại thủ đô là nó thủ đô hai lần yếu đúng không? Mình bị chạy nha. À, chạy nha. Đi xe không? Có bạn đi xe sẵn không? Đi xe. Để xuất, để em xuất. Có bạn đi xe không? Anh có bạn đi xe không? Có bạn đi xe không? Được. Có bạn mỗi xe không chạy. Rồi, vẫn thế đúng không? Mình phải làm.
chưa? Chúng em nói anh bảo là chạy từ sáng mà được gì? Anh biết rồi, nhưng mà chạy xong đấy. Chạy xong rồi. Có 2 ba giai đoạn đúng không? Đấy. Đấy là thứ 2 khối là nó được giống. Mở nó đây là chạy đúng không? Nhìn chưa nó đuổi dấu rồi đấy. Đúng không? Vâng. chạy nghe chọn gì nhỉ? Hả? Kích vào đây chọn bấm đây không thì hoàn thành. Kích vào cái đường dẫn nó đi đâu? Kích từ đây. Còn em như đây không? Đấy thì ấn ok đi. Đây. Cái form có từng form đó theo đường ngang. Thôi cái đấy tắt đi. Đấy hoàn thành. Rồi. Sau khi ra được cái bảng này nhá. Sau khi ra được cái bảng này thì các em vào trong cái tag này. Vào trong cái tag nhá, vào gỡ ra này vào trong cái tag này, vào default này, cho thích thoát này đúng không? Đây mình có động đất đúng không? Động đất 1 này, x1 này. Động đất x2 này. Thì x có mấy cái? 2 cái đúng không? 1 này. Môn file này. Đây nó đang gắn vào một cái điểm mà mình tức cho nó. Đây toàn được tích đi. Được chưa? Đây mình sẽ dùng cái này áp đi này là gắn vào tâm khối lượng. Tâm khối lượng nhá. Cái lực động đất nó là theo cái định luật là mấy của Newton ấy, F bằng MA. Đấy nên bắt buộc phải gắn vào tâm khối lượng. Đúng chưa? Thì đây nhá. Đây xem đây, phương thứ nhất của nó này đang là kilo liter đúng không? Nó đang xuất là kilo liter đúng không? Thì bây giờ mình lên cái chuyển cái này là kilo liter. Kilo liter nhé, hãy chạy lại đi. Bản tính của nó là kilo tơn mà. Nên là các em xuất ra kilo tơn. Gọi để là tấn nhưng mà nó cũng sai. À không, vẫn phải tấn. Tấn này để xong nó xuất, nó tụi sẽ tụi xuất ra như môi trường. Bây giờ mình chuyển như môi trường khác nhá. Không mình đóng đây này. Đúng là tầm khối lượng, đúng chưa?
ép cho phun buồn đang bít đúng không, thì gắn bít nhé, đừng gắn mi nhé, được chưa? Đủ lên kia đơn rồi đúng không, đúng không? Ép đầu đất bít theo phương thứ hai này, gắn là tâm thứ lợi, đúng chưa? Và được em biết nhé, chỉ là đi cùng nhau xong một đất rồi đúng không, cho mình biết được đúng không, và đất cho mình đi máy này nó không được nữa. Đây là không, đây là trong đồng đất y một đúng không? Tại sao nó lại có sản phẩm? Cái này nếu mà có sẵn này thì mình có từ đây lại. Mà đây không? Không này, đúng chưa? Xong rồi mình có cái thứ nhất của y ba. Ok này, có cái thứ hai là chưa? Được chưa? Thì tổng xong lắm, xong một đất rồi. Được chưa nhỉ? Chắc nhỉ? Bây giờ anh ra xong một đất. Bây giờ chán thì ra này cho anh nhé. Vào đây nè. Đấy, khóa ra rồi. Ở đây cũng đầy đủ. Nên là đúng rồi. Đúng. Tất cả cho anh xuất từ một khác rồi. Đây của em giống của anh đây. Đúng không? Của anh khác. Nên ở đây còn mấy mẫu rồi. Chưa chạy à? Không, cái đấy là chọn đừng phải là một cái mẫu khác. Đúng rồi, cái này là phổ phản ứng. Đây chính là phổ lo đúng không? Tính trong phương pháp thứ hai. Em đang chọn, đến đây em chọn phương pháp thứ hai đó. Đấy, em vừa xuất rồi. Mình xuất rồi chưa? Em xem rồi. Em gắn nó vào tab này. Cho đây vào. Với em thấy anh nhìn đường trắng làm chưa? Trắng này biết tại sao lỗi không? Em phải chạy từ tích từ điểm ô từ điểm ô. Đó là phần này là gì? Chúng ta đi. Bây giờ xuất ra đây.
thôi cho tổng thể tí nó gió đi, được. Gió đi cũng thế. Xong về dạy thằng Linh nhá. Trước khi đến trái nhá. Vâng, thế nào tắt đi nhá. Em tính lực ngang chứ luôn đó, tích xuống dưới. Đấy, đợi đi. Rồi, tính xuống dưới phân tích cổ phần nữ. Tức là tính là 3 đủ 3 đi. Rồi, bắt đầu em xuất kích lên. Không phải tích đủ 3 tích mà cái nhất có 2 cái phương pháp pháp tính. Em phải biết là lực ngang xuống dưới và cái cổ xét cái cổ phần nữ. Thì cái cổ phần nữ là nó hay được dùng mình nhất. Nhớ đây là em dùng được ngang tương đương đây. Ngang tương đương thì nó không có chép mấy tạng dao động cả. Vâng, xong rồi xong xuất đi xem. Đây xong chọn tắt đi, tắt đi, chọn cái từ này trước, từ ngang tương đương này. Đó, chọn từ ngang tương đương từng cái một, tiếp đây, tiếp đây đi. Để nó chạy ra. Rồi đang chạy. Đang bị tối rồi tắt. Tại em hai đứa mình đi. Thoát đi, thoát đi ra. Có phải làm được tật tự đường bộ. Ok. Cắt để đấy từ ra rồi thay lại đây. Cắt kia đi. Ở đây đây. Là tên nào? Tên. Ok đi. Mỗi lần cậu làm thế nào lên một bản khác. Ok. Rồi không ok đây không ok nữa. Bây giờ ra vào cái mỏng đây nghe nó vất lên. Em để mọi người tốt. Đủ đâu? Em phải tích từ từ từng cái một. Tích đây chứ, tích đây, tích đây luôn đâu. Không phải có phút sao. Thì nó chạy ở đây là không cần đừng biết không đấy em xuất ra trên đây chẳng em xuất anh cứ để đây không em tiếp nhận tiếp luôn đâu đây phản ứng này em rồi em sẽ là tốt của bài tập về nhà này đấy nó chạy nhỉ nó chạy nó chạy chứ là nó không vào nghe từ từ chờ em tích ở đây là chỉ có cái F2 này để vào có hiểu không. Chạy được mà. Vâng, thì chưa chạy được. Sao được chạy?
nhưng mà tại vì em chưa chạy cái cổ thực tế đó. Em chưa bấm nút răng thì đâu nó chạy. À mấy công trình của em nó bị phá hoại đúng rồi được. Là công trình của em không tự nhiên. Rồi mà xong họ cũng hoàn thành không? Đúng không? Không đúng mà. Của em cũng hoàn thành. Nói chung là mô hình ra mà cần đi. Hai mô hình mình có cái dài là thì làm thằng nào thì không thằng Minh mới chuẩn rồi. Của Minh đi. Và của Minh chưa? Ta không có bạn. Môi nó không đủ khả năng chịu được nó. Vì bọn em là tầng trên cao mà. Hả? Tầng trên cao giết được bé mà anh. Ờ, nhưng mà anh bảo vẫn là chọn tầng 1 đúng không? Thầy mà tôi phải ngủ của em, tên này là A hết nhỉ? Đúng không? Là vì lỗi này. Ở công trình của em thì nó hoàn hết rồi. Đây nhá. Công trình của một số anh em ở đây là đúng là chắc là đợt trước anh cho xong rồi nghĩ là nó ở tầng 1 hay là anh em ở thiết kế là tầng 1 đúng không? Thì các em lại ở tầng 5 xong em cứ hết đủ năm các em mất lên cho em sơ bộ đúng không? Chứ em không sơ bộ xuống tầng 1 đúng không? Đâm ra là cái nhà này nó 9 tầng nữa là nó tầng năm mà lên cái cột của chỉ có 40 mấy bốn nhiêu phân thôi đúng không? Nên là nó gãy hiểu chưa? Mày ý nói là cái mặt bàn đấy thì một em sẽ sơ bộ là tầng 1 hiểu chưa? Thấy nó lao đấy, như ông Minh thì nó nghe nói thì nó không biết là à, cái đây sơ bộ tầng 1 đúng không? Cái cột của nó chuyên diện nó đúng như thế đấy. Nhưng mà em ví dụ tôi em nghĩ là đây là tầng 5 thì nghe không rõ thì lại thấy tầng 5 này từ trên thì còn bao nhiêu em sơ bộ đấy hiểu chưa? Nên là nó gãy. Đấy, nên về phải mô hình anh. Đây có cái mô hình trong của chúng mình nhân cho nhá. Đấy. Nhưng mà em tắt 15 không bỏ được em tắt này. Có, mở tắt mà mở. Thế thì mình có đi. Đấy, thế như là công trình ra đi. Ờ. Em xem của tráng gắn này. Đây tráng gắn là dùng OK rồi à. Tính ra ấy rồi đúng không? Thế này thì là mô hình của mình nó vẫn bị phá hoại. Hả? Ngồi của mình vẫn bị phá hoại. Không, anh đang chạy ngồi của mình đi. Nó là thế này. Em chạy mô hình của mình đấy. Hay do chạy tăng 15. Không, chạy này anh xem. Đây mô hình của mình đấy. Đó. Đó, EDV. Em ở trong mình ở đây mà. Xuất ra đi. Đơn vị là tấn mét nha. Họ đi có tên đến tên của các tên Minh KC Minh ngoài cả Minh chỉ là Minh thôi KC đúng không chẳng chẳng là mình lúc em đi bóp vào nó bị hiểu cái gì cái sở ít mà nó không có cùng đơn vị nhau nhận giá trị chưa không đúng không được đây mở đây rồi này chúng con tìm được không vào luôn. Với anh ấy, của em vào mà. Vâng, về chạy răng để lên vào. Đó. Để răng để lên vào. Theo như thế này. Có ai hết rồi. Để ra cổng ra. Cổng giống như mình rồi nhá. Ừ. Cái này. Có ai hết rồi.
Đây, Minh có bài không? Không. Đây cái em bình thường. Đây. Ra mà. Đi xin mà. Rồi, ok. Hôm nay không bài này của em. Em biết rồi. Vẫn nhìn các bạn này cứ đi rồi. Không phải đâu. Chỉ gõ cái này. Không gì đây không gì nữa là đi nhá. Em sợ là sao như này nó cũng có là một số điểm nó không bắt được nhau. Không được nhau. Như nào trong này? Xét lần này. Được xét lần này. Còn được cùng lắm thì 13. Không cứ bản như thế là tài liệu về cái 974 nó nhiều. Có gì? Là không ghép bất kỳ cái gì nó giống nhau thôi. Nhưng mà nếu mình đi chủ công thì mình dùng cái kia. Thấy không? Bởi vì phần này do người Việt Nam mình biết họ có thể họ có công nhận nhưng mà chưa kịp đại thế giới. Tương tự nhá, tương tự như thế thì phần mềm gió này nhìn nhá, phần mềm gió thì cũng thế này cũng là đâu EBK đây xét rồi này đặt tên này. Bây giờ cái EDB nữa EDB này có rồi. Vâng cái gió ấy cũng là cái đấy cũng là gì đấy như thế cũng là cái lấy ra dao động mà vâng. Cũng như thế kích vào đây và còn lại thì cái này nó tính ra dao động nó một hai phút là nó sẽ tìm ra dao động xong rồi tìm ra chu kỳ trong cái tán đúng không và xuất ngược lại sang để tìm ra là nhỏ hơn 1/3 thì đấy là 1/3 là không thì là cái dạng đấy là con lợn nó sẽ tính cái dạng đấy sau đây đấy xem cái này đơn giản là làm cho con người lười không biết gì vẫn làm đúng không. Nó vẫn cứ ra cả nó tính nhé.
Nó tính này. Và đó, nó động. Thì cái này có một chút mình làm ở đây. Mình tắt đi nha. Để đưa vị nhà tới nghe. Đi qua. Trắng nó làm nhớ là hết đâu. Thế là đáng buồn mình. Nhưng mà mình cũng vào đến nha, vào lúc có này mà đây là cũng vào Bi Bi này và Mốt và Bi Bi. Trong mốt đồ là gì anh? Mốt được information ấy. Và cái dạng thông tin của chúng nó là Bi Bi 5 phút này nó là một đây là một phút nhỏ ra. Nó là tâm thư liệu của mình. Cái này tên là tầm khi đi tầm này, anh biết. Được. Nhưng mà khi mà mình bật lên mình tìm những con số cần thiết của mình không? Tồn tại. Đấy cũng là tồn tại này đúng không ạ? Tồn tại này nó giữa cái này với cái này giống nhau à? Đúng không? Mình xuất ra thì rồi cạnh nó đúng không? Đấy, thì bây giờ mình vào đây nè. Mình vào tổng thể nè. Được chưa? Phải đi. Là cái móng lớn đó. Đây đúng đất. Còn đi đi bàn lo vui quá là sao rồi ok và không chưa ra chia là đây cũng còn là đây đi về chị bàn à ở sinh một chị cũng ra về à về cái người này và cái nhập mình phải nhập cái trừ ta sẽ nhập cái trừ từ lớp thuế nào chưa? Theo ông ấy 7.8 tâm 7.8 tâm 7.8 tâm 7.8 tâm 6 23.6 không được dựa tiết lời nào 20.000 đây này cái thằng gió nó cũng đi hẹp thế nào từ nhá 20 này cái gió này này vào phần này nhá linh hoạt này đúng không phần này tính gió này xong rồi nó vẫn cho nó cái hai vào cái hai tổng thể đúng không vẫn là cái hai đấy đúng không hai bằng mình có là cái tổng thể này còn này đúng chưa còn này đây mình phải nhập đây nó sẽ nó chụp ra bằng này ở đây để ý đây ví dụ đây có tầng hầm ví dụ đây là hai tầng hầm chẳng hạn thì đây chính là hai tầng hầm nó sâu xuống 7 mét thì ấn lên ra ngoài đó còn nếu công trình này của mình là không thì là không đó cái tăng nó không mô nó mô hình tầng hầm nó chỉ là cái cách đấy mà đúng không đấy đây là không thì lúc này mình sẽ tính nha đây là cái đó theo cung tĩnh theo dạng tĩnh này đây là dạng động đấy bây giờ mình xuất ra này chúng ta chú Vinh cũng thế làm lần lượt như thế điều này lần thứ chú Thắng 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 nhìn cái dạng bề rộng của nó ở đây nhỉ? Ví dụ ở đây tầng tầng mái nó không đến 23.6 đâu đúng không? Được, nó 15 mét luôn. 15 mét luôn, cái này là 23.
không lưu đầu tôi bị nóng lưu vào một bàn nó chạy tung một lần nữa là một con nữa thì tôi chạy tung một lần nữa còn một tháng rồi thêm rồi rồi nó tính mở động nó chạy là ok ok được chưa đây á thành phần có động nó tính chưa đi chân nó tính chưa đi nó tính nhỉ nào nhìn đây à quận ba đình này nó sẽ tự trang cho em hình nhỏ em không cần hình trang dạng thì hình là dạng b này cao độ mặt đất không soi mặt móng cái này của bộ không tầng hầm thì nó là không đúng không đó ăn được gió ví dụ bộ này nó sẽ trang cho em là không khí kim năng đúng không đây là số độ tin cậy là 1.2 công thức của nó đây ở đây chính là dao động nhau là đây là gió tinh ít đúng không tinh ít thì em vào đây và bị khô này và xoắn tích ngoan này gió này nhá từ đây đó ra gió tĩnh được chưa môi ngoan này gió tĩnh chỉ gắn vào tâm gì tính bình thường, đúng không? Tâm bình thường. Ờ đúng rồi. Rồi tính thì gắn tâm bình thường. Tâm bình thường là thế nào? Là ví dụ công trình như này, công trình nhá, công trình như này, đúng không? Này, theo phương thì ngờ là lấy cạnh dài này, hoặc bên này, cái cạnh bên này, được bao nhiêu chia đôi ra, thì tâm của nó sẽ nằm ở trên trục, nhỉ? Đấy. Nguy như vậy, cung cấp chia đôi ra, thì cái này nha. Cái này không chỉ đối xứng với chúng ta nó sẽ nằm trên trục đúng không? Thì đây nó sẽ tự nó chia ra cho em là tâm đối xứng đây đúng không? Đấy. Đó, tính này. Theo phương x này. Cái đi cũng là bản có cái đi đây bóp cái này là rồi điện cung trình này nó được chưa nó tính xong chưa rồi nó động sao nó động rồi nó động này nó ở cung trình này may cái nó sử dụng nặng hơn bởi vì sao tần số của nó này tần số dân biết là 3 lần đầu thì cái này nó bằng 0.98 đúng không? Cái này là 6.61, cái này là 14.3, thì nó sẽ nhỏ hơn, thì nó chỉ có một cái này, nó nhỏ hơn 1.3 thôi, L thôi, đúng không? Thì mình có một cái này, đây có cái này vào đây, đây mình đã làm gió động. Đó là x này 1 này modify này cái này thì mình phải gắn vào tâm gì? Tâm vô lượng cái này mình phải gắn vào kia là bằng tâm cứng nhá thì cái này này đây dạng dao động thứ nhất này
Đây là dạng giao động là phi, đúng không? Đây là môn hai được cải cũng đã được cải được là còn ít nữa sẽ thành công từ đằng đó là đi đúng không? Không phải là con đi mới được không động đất đi kia rồi à thì vì con cũng chỉ cần một cuối em rồi. Được chưa? Nhưng mà nhé, cái công trình này thì không có vấn đề gì, nhưng công trình màu trắng này có một chút vấn đề là nó bị quét mất ở tận đây này, quét mất tận đây đúng không, hay tận đây đúng không, quét ra thì cái tâm của nó lại nằm ở giữa không trung, em hiểu không? Tâm lại nằm giữa không trung. Đây, anh vẽ cái mồi còn trắng nhá, hai cái gì này, mồi còn trắng nó sẽ thế này, đây là một dạng một nửa không trung. Thì nhá, nếu mà gió anh gắn vào tâm mình nhau mà. Bất kỳ cái gì gắn vào tâm nào mà nó sẽ làm nó dễ hơn nhé. Và sử đây là trung điểm không? Có vậy nè, tôi ở đây là nó nằm ở giữa không trung đúng không? Mình gắn vào điểm giữa không trung chẳng có ý nghĩa gì đó. Nên nhé, nếu mà gắn theo cũng ít nhỉ, gắn theo cũng ít, các em vẫn thế này, vẫn theo này, nhưng mà em đứng thế này, đứng đây thì nó không ảnh hưởng gì, đúng không? Thì tọa độ của phương vẫn đứng nguyên, nhưng tọa độ của phương dịch lên để nó cho nó nằm vào phần công trình, đúng không? Công trình này ở đây như thế, đây đúng không? Thật ra em phải dịch nó, một là do đây, hai là do này, ở đây, đó. Chứ đừng để nó nằm giữa công trình, nó không ý nghĩa gì, đúng chưa? Đây đã gắn vào xong xong tải rồi đúng không? Tận hành tiếp này, trắng lên xoáy đi rồi nằm. Anh là phải cho mấy poster cho tổ thể. Phải nhá, chạy chưa? Để rồi đúng không? Import này, ở đây đúng không? Rồi, cái này đúng không? Chỉ cho anh ra tích tải cho tải thôi. Đừng biết tôi nhé. Được chưa? Có đâu em? Có đâu? À, chị Trang. Hôm nay học vui chán quá. Khó ấy. Khó. Vậy chắc không dạy này được Dương. À. Vậy không dạy được mẹ Dương. Không dạy được. Không nói lại được cho Dương này. Chỉ dạy nó cách làm thôi. Cái gì đâu nhỉ? Để con giáo bài này. Nhưng con bạn không hiểu. Nói với kia nó không hiểu ấy. Làm sao mà khổ lắm nhỉ? Sao? Sao là sao càng người thứ ba, càng người trong người ba. Nhưng của Khải. Khải có 974 từ trong mở chữ này. Mở đi, tự gì dùng thẳng đi. Đầu cái bản cũng làm. Kia thì để học chứ. Anh chính người ta không ai dùng cái này đâu. Bật cái ghế giờ không nghe mà. Thôi em mà dùng cái 10.1 ấy. Ờ. Mà dùng vẫn ngon. Chứ cái 10.1 thì nó hơi bị thối tí. Thôi rồi. Kiểu mấy cú đậm. Quen. Được sao? Master. Đó. Hôm nay tí nữa là ship đấy, chạy hoa, mà ship chạy hoa, là ship cái gì ấy, lớp em là đang chụp thằng có đố mình muốn đấy, đó, sao không được? Thì đi trước ấy, thi hôm qua là xin mở lớp hè thì thầy giáo không chấp nhận,
con đấy hôm qua thôi một chuối bây giờ nó đang lục đục đấy nó trận đấy coi như trận kỳ ấy. Ờ một đấy còn một đấy xin cho dễ thế hôm qua rồi không phải là do phòng máy ấy. Có hai phòng thi một phòng bên này và một phòng bên kia phòng bên này chúng nó qua hết và một cao bên kia không lưu mà không lưu bài chắc là đi tìm việc thì gọi là thầy sang thầy đi cũng không lưu được cái tay con chụp thẳng xin đi lại thằng được đi lại ờ được mà đấy mà mỗi năm thì là thầy tám dạy con ở năm nay ai cần năm nay thì cương ra đấy cứng lắm chạy à ơ tự thương cho hủy đi mà cái máy không ngon thì đứng bỏ máy tập máy không lưu được bài buổi sau thì xin đi lại được chưa chạy chưa hồi đấy là con người nhưng cái đặc điểm mỗi phần này ngon mà nó bị phá hoại hết là nó không ở nó chạy nữa nên là cái tác là nó chạy ngon có một dao dao động mỗi cái này nhỉ đúng rồi ra là tổng đất đúng không là dao động gió không nhớ nhá, đây là cái thằng gió đấy này, gió này, anh nhặt cái này thì nhớ à? Mà cái mà mình để bây giờ cái tao mấy xeo đấy, vào đây nè, không chỉnh, ví dụ gió này nhá, thêm là dùng những cái gió, ta là cấp là nó chia đôi ra, một cái là bao nhiêu đấy đúng không? Vâng. Bây giờ mình nhập lại đây, nhập lại tao rồi đây này, cho cứ ít là bao nhiêu, cứ nhiều bao nhiêu, mình xây dựng nó đi. Công trình của em là phải xây dựng nhé, hiểu không? Có đi theo mà, chưa rồi nhé. Thật ra cũng đang làm cái tốt, có rõ. Tập này cũng có inbox vào hình này. Vâng, inbox, đồng ý. Sức lưu vô lực. Building, building nhé. Motor. Building nhé. Building, building. Ok, ok. Không chỉ chọn tin tả hoa bài đâu chọn hết được nhưng mà chưa chọn tin chỉ cần chọn tin tả hoa bài đâu ra cơ ở đây bị lỗi này lỗi là đâu gì đâu lỗi là gì không u sơ tải không hết rồi thế bỏ lỗi rồi thế còn lại cái gì còn mềm anh có lưu đâu rồi không nhớ được không rồi xem nó có giờ không cái giọng học sinh đây là bao nhiêu? Đây dài đây. Tiếng anh dùng. Gió luôn đấy mà phần mềm. Gió gió đây là đất. Thật sự giống đất trước đã. Đất này gió đều. Được chưa? Đây là gắn tổng là nhanh nhẹ thì được biết. Còn nếu mà các em gắn theo môn nguồn phản ứng có thể đi nối hơn. Thế mình làm theo nào rồi? Làm nào với nhau mà cứ bỏ đi nóng ấy. Tổng thể nó nhanh hơn. Một mà này. Đây, tích rồi. Cứ từ từ nó tích. Còn nếu nhá, đây là thẳng đây không dậy đâu. Nhưng mà các em vào đây các em học này. Là phản ứng. Ừ, cái này lại không bị phá bài. Được. Kinh 2015 có bị không? Không thì có phải hay 15 nó chắc là nó vào cái điểm hướng của nó không bắt được nhau ấy.
em hiểu không? Cái VinFast vào giữa đấy nó phát bằng nhau, đúng không? Đây này, nhìn nhá, đấy là môi trường đại. Còn nếu mà mình làm thẳng thì mình làm như này này, vào đây nhá, mình sẽ rỗ ra này, vào đây này, à, vào đây này, đúng không? Và chọn này này, mình kích vào X, Z này, và ra được mũi thôi. Lúc này mình chỉ phân tích là một số mũi thôi, xong rồi mình phân tích theo mũi, chứ không phải là tổng thể cả ba đen như này. Em hiểu không? Vâng. Đấy xong mình import vào, nhưng mà import theo là hệ mạng, đúng không? Nó có hai cái import đúng không? Được chưa? Vâng. Rồi nhá, bây giờ mình học tổ hợp. Ừ, cái này không biết. Đúng không? Nó bảo 15 này bởi vì nó chưa ra kích thước, nên là nó không được ok đấy. Rồi bây giờ mình ra thì mình làm tiếp này, tổ hợp lần lượt này, vào file rác combo, vào mình file này thì vô này, vào rác combo này, đây cái tổ hợp có sẵn ở đó ấy. Nó xóa hết rồi, xóa hết gì đây này, quét rồi cần thôi, là thôi không giờ vào cái gì thì vào cái xuất phẩm mong được. Đây là ai? Nó không vô. Đây này, cái tổ hợp file này. Vào lót không vô này. Vào đi file này, nó không vô này. Thì mình chạy. Chạy rồi chúng ta nó sinh ra nhiều tổ hợp. Không thì là lần phải rất là như này. Anh đợi một tí rồi giải tiếp nhé. Làm lại đi, làm lại đi. Cảm ơn người tiêu hóa. Từ từ nhé, sao này? Có anh mất cái ẩn, mất cái kia nhỉ? Cô mô đi. Anh lát nữa, lát tải cho một lớp lại làm nhỉ? Không, cô anh mô đi bài được. Em đâu... Có một cái kem nhé, đóng phá lại. Đóng phá lại á. Rồi bỏ phá ra. Tiếc không thức cái kem, bỏ phá ra. Rồi. Ok, bây giờ em lấy lại. À. Nó bị lỗi, nó lỗi không? Đó. Em muốn file làm trọng nữa. Nhưng mà em chưa... Rồi đấy. Rồi. Đúng chưa? Tự nhiên em bắt lỗi, chả có gì cả. Như anh em phải làm một con lỗi sắc hơn. Sắc thì anh mới nhận cái ghế cái quần này, không gì bị lỗi. Thế này làm được một cái xăng này thì là có khó. Cán hơn thì không có. Cũng vào đấy nhá. Là lần thay không? Không mua này. Không cứ xăng để gắn tải thì nó lại á. Đấy. Cái trước mà có mà được không ạ? Thế mà quá. Ở trên mình vẫn để là kilo newton này, mình vẫn để là kilo newton. Cái tổ hợp này. Cái này vẽ bằng vẽ viết ba đề, ba đề khác giờ viết là sao nhanh gì anh cái con này nhất đá luôn con này con này không copy được bản không hôm nay anh cân đó rồi anh lấy anh em không ghi được mà tấn nhé chuyển bản chương tấn nhé không em đang làm gì? Đem gì ra? Để làm cái tải nó tải cái lưng tơ. Ờ, cái lưng tơ.
Đấy. Ok. Ủa, đúng rồi, chạy rồi. Bây giờ em vào đi phone đáng bình thường. Anh đi bài mai. Thì đấy, hôm nay nữa. Cái này chính là nếu mà nhà nước tính tiền của nó thì thế là mất khoảng tính mà mình ở Việt Nam thì ấy nhận lại được khoảng 400%. Một cái ăn bụng mặt đi nhỉ, bụng mặt đi nhìn thấy hơi nhiều lắm. Lát nữa lát càng hơn. Đây là thầy Dũng trường mình vẽ lát càng hơn. Con nếu mà em đi là có phải em đi rồi đấy. Đây chỉ cái chính là cái bốn này. Chàng không cài được. Không cài. Không cài. Nhưng cài bản của thầy Tám nên được. Được. Chắc là được. Không có ạ. Anh chẳng làm sao mà từ khi cài. Khi bảy cài em được cài cái gì đâu. Nhưng thằng Quý Tám rất là bị chết. À bị chết. Thằng Quý Tám bị chết. Cái khủng luôn. Thế em thử cài xem được. Quý Mười không ai chết được. Cái bản của anh. Anh. Em mới có bộ bản thầy Tám. Anh xưa cái máy tính của anh lại có cái bản ngon nhưng mà anh đi làm trong. À còn là em tôi lách ở bên máy này tự gửi vào ấy. Cũng không được nó. Nó tùy 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 máy. Thì máy ví dụ máy này tạo ra. Có máy bộ ra. Không ra thì em tôi lách máy em có sao được quay ảnh. Ờ. Nhiều máy em có sao lại ra cả. Quay ảnh đúng không? Không đổi được luôn. Được chưa? Xong hết chưa? Tiếp nhá. Có là không bông này. Làm ấy. Ra đây có. Em dùng Win đi. Bài. Ở Win 10 thì ít khi bị hỏng lắm. Win 10 em thấy chạy mượt mấy. Mượt lắm. Nhưng Win 8 được chuối. Ăn đi bọc. Win 8 em thấy có máy được, máy được. Mà cài ví dụ được tuần, tuần sau đó. Đúng rồi, nó lại mất. Lại mất. Thì cũng chịu. Từ mỗi Win 7 nếu mà trước khi em cài con sẵn là tôi bỏ đi con sẵn rồi. Anh phải bấm chạy tay cài trả lại một đêm mấy lần sao tôi đáng làm bao nhiêu tổ thì nó có thay lúc tập nó thôi không cho nó chạy nhảy suốt rồi cứ mình ăn như cái nào bị coi được làm không cứ bấm xóa đi cho nó mới không nhìn được vinh chú nó biết rồi mà nó đang bận là bây giờ đoán kinh tế bài tập lớp kinh tế đoán tổ chức cùng một lúc hai môn hồ sơ thì để nó sắp xếp vào kinh tế trước thì nó lại bóc tách công trình trước không sao tổ chức thì nó nhẹ hơn thứ hai cái nó cùng một lúc kinh tế cũng không dạy bóc tách đâu nhưng mà nó cách nhau được đây là cả hai cái cùng một lúc mà mình học kinh tế thầy có dạy bóc tách không sẽ dạy sao thầy chắc bắt phải bóc tách đấy kinh tế nó không dạy bóc tách nhưng mà không dạy bóc tách bóc tách là ngày xưa là anh đó theo cái công thức 4 bây giờ đã đổi công thức rồi. Ở đấy mình học kinh tế thầy dạy không mấy cái lý thuyết thì. Thầy dạy báo tin rồi. Tiếp à? Tiếp à? Tay kia. Làm tiếp. Đoán này. Bây giờ về cái này là về tổ hợp. Tổ hợp là thế nào? Tổ hợp là tài này cũng biết tài này cũng biết tài này. Tài này tài này. Cái này ngày xưa đấy, là mọi người trẻ nào sẽ học là tổ hợp công việc đấy. Là tổ hợp cơ bản thứ nhất là tích tải cùng hòa tải, cái này cũng nói đúng không? Tổ hợp thứ hai là tích tải cùng hòa tải và không không phải chính hòa tải này mà cũng không phải chính hòa tải kia, nhưng hai cái hòa tải này nó khác nhau thế nào? Một cái là từng còn cái hòa tải và nhân hòa chính là hai thằng xảy ra đồng thời. Anh biết là đồng thời nhưng mà không biết là tại sao lại lấy cái mặt bản không chỉ một hai lần không chỉ một lần là trường hợp hai thằng cùng một lúc thì ít xảy ra. Thế tại sao ví dụ như tổ chức nhưng có động không là nó không phải
không phải mình bảo không lái tư được không ạ, không phải ý là nhớ như bọn em chạy khung nhé, em có cái bảng của bọn được nhé, nó ra lại từ đấy luôn, không bị buộc ý hỏi là một cái đấy nó ít đấy, cứ tổ hợp một nhá, ép này cộng tinh tải một quả tải, tinh tải và một quả tải xong tổ hợp thứ nhất đúng không, đây là cộng ép đúng chưa anh, nhớ nhá, nhớ của anh ba tải có tính là nắm lại gì là tâm điểm thì có tính không 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 có tính ba có tính không 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 được chưa? Giả sử bên bên này là một điệu khác, bên này là một điệu khác, và điệu bên nào cứng thì tâm cứng nó sẽ nghe được đấy. Nó nghe đi trên đấy thôi. Thế còn tâm khối lượng là sao? Tâm khối lượng là nghe mình tưởng tượng đặt cái sàn lên một cái điểm đó, một cái sàn nó cân bằng, đấy gọi là tâm khối lượng. Ép tiếp này, còn hai này, tinh tải này, đây lúc này nó chỉ còn không tương chín. Hoa tải đúng không? Tinh tải cũng từng một. À được được, trước khi tạo này thì tạo em mới không mua được giải được nó. Lỗi lỗi này thì nó sẽ bằng ME, tức là sao? Tức là này nè, ME tức là bình phương nhá. Gió x này, gió tính x này, môi phai này, và gió tính y, gió động y x này. Tức là sao? Cái bút của anh nhỉ? Cái bản này tôi nó không phá để tôi che căng này có gió tức này bình phương này cộng với gió động tích bình phương em nó ý nghĩa không nhỉ? Vâng rồi đó anh câu chuyện cái này nhé, em chưa thay báo kịp, chưa thay báo kịp gió động mọi thứ. Ờ đây anh lấy giảm thôi, giảm thôi cái giảm được rồi được chưa, anh ok đã được chưa. Thì bây giờ mình gắn nha, rõ cái từ đúng không, tương tự ghép này, tí nữa em lên lên làm này tiếp này, rõ y đúng không, chế độ của đây là cái gì nhỉ, cái này là vui vai, cái đám là hoạt tại xóa đi đúng không, đúng chưa, tính hoạt động tương tự này, ép tiếp này, gió y này, này gió tức y này, gió động y này, thay vai không, em phải em này đúng chưa, động đất cũng thế, động đất luôn, cái này là phương tiện, nó phương tiện gì, động đất x, evn, động đất x một này, mười hai, có động đất x một không? Động đất x hai, x có hai là nó động rồi đúng không? Ok này. Động đất y này, động đất y này, động đất y một này, động đất y hai để em nghe thầy diễn viên động đất y ba này, đúng không, được chưa, ngày trước em mình đặt ra bốn em của học xong bắt đầu của học hai, của học ba này. Hôm nay mình để em, mình để gì ạ? Tính đại à? Môn thứ 2 cộng với hoạt tải này, không phải chính hoạt tải này, không phải chính này, được chưa? Và không phải chính nó với, được chưa?
tiếp là có ba. Cái này nhớ là có ba nhá. Được chưa? Nhìn nhá, sai chất mát mà tải tương đương đúng không? Còn combo là lại có không? Đúng chưa? Đấy, được chưa? Bây giờ cái này không nhớ thì bây giờ lấy em phải như này. Các em phải ghi lại cho anh em. Đây là máy của anh. Nhưng mà các em phải ghi lại cho anh rất là hợp. Này con đi đặt phát ra luôn. Cột bao trường hợp một con trường hai con trường ba trường một trường hai trường ba rồi đi được về phía đầu hả này để em lên mời em không mời em không mời em không mời em không mời em không. Tính đẳng hoặc đẳng có tính có động hoặc là đất đúng không? Thì là tính tổ hợp này được. Với tải trọng động đất được tính theo phương pháp phổ ứng, mình đang tính theo phương pháp phổ ứng đúng không? Đúng không? Thứ hai, tải trọng động đất tính tải hoặc tải tính tải được gió động động đất, tải trọng động đất được tính theo phương pháp tích lực tương đương. Đấy. Mình đang tính theo phương gì? Mình tính theo gì? Vậy em tính theo thủy ạ. Mình đang tính theo phổ. Các em biết là mốt do động, mốt 1, mốt 2, mốt 3. Và mình đang tính theo phổ. Được chưa? Vậy trường hợp thứ 3 này, trường hợp thứ 4 này, thành phần tải đã tính toán tính tải hoặc tải gió tính gió động với động đất được tính theo phương pháp tính lực tương đương. Mình đang dùng trường hợp gì? Đây đúng không? Ở đây đúng không? Và thành phần số 1 của 1. Tổ hợp của mình đây, em phải ghi lại luôn. Đến nay thì bây giờ em không nhớ thì các em phải ghi lại. Trường 6 là trường 6. À. Ghi lại đi. Cái này giúp chưa? Mình không tạo ra giới âm giới trừ đúng không? Thằng nào phù bắc là nó hay tạo ra giới âm mỗi trừ nó hay lấy giới trừ đi. Ghi vào cái này đến nay mình không nhớ được đấy các em. Mà nhớ được thì nhớ đâu đâu. Ủa sao lúc này mình ra hả? Chính vì vậy tối em phải làm luôn. Học phần mềm mình tối về cũng làm luôn. Có nhớ mai cũng biết hết rồi. Mai mình làm bạn này. Đấy, do cái trường hợp bài về dưới là không có cái số. Thì cuối cùng ấy. Bài á? Ừ, cái đất nó y á, không có đời số từ trước rồi. Đất này á?
một luôn. Đấy, các em tổ hợp sau này ra. Đúng trừ như là nó chỉ thể hiện nó một chiều. Đúng rồi, nhưng mà cũng phải đánh nó trừ đấy. Trong này mình đánh nó trừ đấy. Cái âm 19 này. Âm 19. Cái hệ số nhập phút mà đánh công 19 này. Từ lúc mình gắn tải thì nó ngược dấu rồi, nó đã thể hiện âm. Thế thế chính mình nếu mà em gắn gắn ngược dấu ở trong trong file sao tích hoát đúng không? Thế đúng không? Thế nếu mà đến em sẽ tạo lỗi âm và lỗi dương đúng không? Đấy, nếu mà em tạo những cái đi đây này thì đây là lỗi cộng âm và lỗi dương, em đổi lấy dấu cộng đúng không? Em hiểu không? Nhưng mà đây là mình tính mình cộng này, mình đánh ngược lại là dấu trừ thôi. Thế nó nhanh, hiểu chưa? Chứ không kia mình lại tạo một lỗi đấy thì à, có hiểu, mình không tạo ra hai cái. Đúng rồi, mấy cái thế lỗi âm em phải tạo ra một cái lỗi âm âm sau này cái tổ hợp này đâu rất là cần cho tích nó lọt vào đúng không? Chú ơi đây hả? Có cái 6 cái 7 rồi xong như là lại. Cái 6 cái 7 này nó xét đến đầu đất đúng không? Đấy, từ hồi em chưa nhìn ra giờ, nó thằng ấy kia lại biết. Ừ. Anh không nhớ đâu. Mỗi lần anh thiết kế anh nhập phải rõ rồi đấy. Tất nhiên là mình lên đến giờ. Ừ. Không thì nó may mình nhớ thằng mình chết. Ơ thì thằng số đồng kia nó không bình thường à? Số đồng kia cái căn. Cái thằng căn nó không bình thường. Này nó biết rồi, anh biết đúng. Ừ, anh biết rồi, thiếu. Ừ. Thì thay cho chiếc em như thế thì nhớ rồi là chắc. Còn tôi nhớ là thay cho thay em như thế này. Đang như thế mà. Nhầm của nó cũng là nhầm đấy. Nó động thì bằng cái này thì xong. Chú ấy chỉ bằng cái tích của nó động. Đúng không? Vâng. Đấy gì? Nó là gọi nhầm. Trước khi mình tạo ra được cái này thì mình phải tạo ra được cái này. Đúng không? Tạo ra được cái này thì mình phải tạo ra được cái này. Không được. Chăng chưa? Anh chụp theo cảnh này nó vẫn đang ngõ nhỉ? Anh chụp? Ờ, hơi ngon. Còn cái này nó máy có mạnh, máy có mạnh, nếu mà cái kết nối vào mất mạng luôn. Chuyển nhà có tân gia không anh? Nhưng mà nó mới tân gia, chứ dạ. Đi vào mà nó xây mẹo. Đây trả nhà có tầng như vậy gì? Dạ. Chúng ta đây chỉ là muốn có tầng. Là dân tầng hợp. Từ xuống. Ngày xưa nó dạy cả ba nhiêu thắt. Thấy cơ. Thì mình châm vào này chỉ bận trả dạy. Dân nhà dân thì nó không tương tự như dân như này không? Thực ra nhà dân thì thế này. Cái nhà cao tầng phải em học thật nhiều hơn. Nhà dân thì em có thể nhận được công trình về làm được luôn. Nhà dân thì ví dụ như nó sẽ không phải có động, nó động đất thì nó ít thì nó coi như bỏ qua, không hiểu không? Đấy, nên ra nó dễ hết. Mình đoán chắc chắn là nhà cao tầng. Còn tốt nghiệp của em dịch động đất có động. Không, thì có nghĩa là chắc chắn là nếu mà em làm đề làm mà chuyên đề thì em sẽ phải đến nhà trên 40 mét bắt buộc em phải đứng đó, 40 mét đấy. À, trên 40 mét. Chắc chắn chắc chắn phải đứng đó đâu. Ơ thì dùng cái việc này thì được. Ờ, mang lên cái phần này. Đúng không? Không lại không phải ngồi là bằng xe chứ. Ờ. Đấy.
khai báo này cũng mua này rồi nhá, được chưa? Coi như khai báo xong nhá. Cái khai báo này đây giả sử như thằng Tráng nó hỏi là trừ từ gì em giả sử đây có 4 nhá. 4 đúng không? Nghe này đúng không? Anh muốn trừ 0.9 đúng không? Anh trừ 0.9. Môi phai, được chưa? Thật ra trừ thôi. Cái này rất đơn giản đúng không? Nó ok. Xong rồi các em chạy không tầm rồi cộng chạy thì coi như là cái mô hình này là xong. Mô hình này xong thì không có thấy chưa? Đây không nói gì đúng không? Không phải ý là như nó cũng là nếu mà mình thường họ có cái báo là nói trừ nói luôn không có tâm không thì cái cấu trừ thế thì còn có tâm nó luôn không à có đi đâu phải anh như thế có sao thầy báo à thầy báo không thì có phải giỏi sẽ như lấy cộng như này một giỏi khai báo trả lời có chứ từ gió tích này xong rồi đó đây đây gió tích ít nhá xong gió động tích một nhá nếu mà có hai ba nó bắt đầu rớt động tích một rồi tích hai rồi tích ba xong đúng không và gió động thì lại là căn của gió động tích một bình cùng gió động tích hai bình cùng gió động tích ba bình được chưa chính là từ cái này cái tổ hợp này đúng không có chứ hiểu ra chưa coi như mình đã chạy xong đúng không và bài tập về nhà mọi người nhé gắn hết cả động đất đúng không nhá gắn hết cả động tổ hợp cho anh đúng chưa buổi sau mình học cái này này sau khi mình chạy rồi nhá mình xuất ra một cái file này nhỉ và mình sẽ xem là nó làm ai đây là sự chọn nó có bao mà nhưng mà đây cũng bao đúng không gần là bao mà đấy xem cái thiết kế rằng nhá gần một cột mà biểu sau chúng ta học thiết kế rằng một cột hôm nay khai tin được chưa? Được rồi, nếu mà sẽ đéo đây có không? Đây mình nó sẽ xuất đây, của cho mình cài nó sẽ phần mềm buổi sáng nó sẽ xuất được cho mình vào cái phần này nhá đúng không vào mặt đàn này mình giải thiết kế đi làm cái nhá thì cái này là đang bị để làm cung đê nó bị thế và chỉ cần được mình thiết kế trước và sửa cái này b hai mươi năm thép này đúng không mình nó đang thép này đúng không đúng trên cái dòng này nó sẽ thiết kế thép ra được chưa sẽ thêm một cái dòng khác cái này nó bị tầm trường đèo cho đến cái này cái màn hình của anh người thứ hai đây là nó đây xuống chừng cũng đây thứ hai không kéo xuống kéo xuống đấy là biết ở không phải cái này dưới cùng luôn không phải cái đấy bỏ anh hạt bỏ hẳn cái menu đây đây dưới cùng đây là không không cần xin nhau đây 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 không hỗ trợ là mình cứ ăn đề thôi cái tiếng là nhiều tầm nào được ok
thì trên lên một tầng nữa. Sau khi này xong mình sẽ xuất ra chứng minh. Mình toán luôn, đúng không? Nếu mà ai là chúng ta làm ở nước ngoài thì dùng song ngữ xuất ra thì nó có cả tiếng Anh đấy, cũng như vậy.